Cảm ơn người. Thì hôm nay mình đã ráp cái cục máy này vô số mà bị hư cái lóc á. Thì sẵn đây mình làm bố nồi, gắn bố nồi vô. Thì sẵn đây mình chia sẻ cho anh em luôn cách gắp bố nồi của xe nồi của cúp nha. Thì hôm nay ví dụ cái nồi đi, xài những cái nồi này hay gặp những cái tình trạng như nhớt thường hay nhớt bèo gì đó, nó dễ hư bố nồi lắm. Và chúng ta cần phải biết nó như thế nào mà nó hư và nó mòn nhiều hay ít, thì cái độ canh nó như thế nào. Thì sẵn đây mình ráp rồi, mình hướng dẫn cho anh em ở nhà có tự làm thì mình mở ra mình sẽ kiểm tra. Như thế này, đầu tiên thì chúng ta sẽ xem trong nó cái độ hở nó là nhiều hay không. Thì chúng ta cầm này, chúng ta lắc ngược ra đằng sau nha, lắc ngược ra đằng sau thì nó sẽ nâng cái này lên. Ở trong nó có cái gờ xéo ở trong đây, nó sẽ xiết cái này lên, nó sẽ hít cái này lên, nó sẽ bám bố để chúng ta đạp đạp nó bám nồi, nó sẽ bộ ly hợp nó sẽ kéo nhông này nang qua nhông này ha. Và nhông này nó sẽ ăn vô cái khớp này đó, đây đó, cái nhông này mình đạp nó sẽ gịch lên đó, nó gịch lên nó sẽ ăn vô rồi là nó sẽ bám này, mình bắt bố á, nó không dục á. Đây thì cái này đầu hở này nó đã quá nhiều rồi nè đó, mọi người thấy không đó. Cái khúc này nó dở, nhìn vậy dở lên nè, khúc này dở lên đây, khúc này cho thấy kỹ nè đó, mình sẽ nhích lên sau nè đó, nó thở lên thấy không, thở lên rất là nhiều thấy không đó, lên xuống nè. Bây giờ mình sẽ thực hiện cách thay bố. Thì thường thường ở đây thì những cái xe mình đi làm trên lô, trên rễ rồi trên rừng nữa thì mình xài loại bố nồi của Thái như thế này. Cái mùi của nó thì như mùi bánh vậy đó, ngửi cho rất là thơm ha. Bố thì đa số ở đây thì mình xài quen rồi. Nếu mà cái nồi riêng mà nó chưa mòn nhiều á, nó chưa mòn cái đế nhơ, đế gan trong đây nữa, thì chúng ta sẽ thay bố riêng như là một mặt, cái này có một mặt thôi. Còn cái lá ở giữa là xài bằng bố, bố là hai mặt, nhưng mà này mình xài loại bố này là bố hai mặt, hai lá bố. Lá thép là bình thường, như lá này là lá thép. Thì mình đã canh chuẩn rồi, mình sẽ đi lá thép 2 ly 2. Lá thép 2 ly 2 và bố nồi thì bố nồi Thái. Trước tiên thì mình sẽ mở cái này ra để cho mọi người xem. Thì cái cách mở á, đây là có một cái cọng phe. Chúng ta đừng có bẫy lên như vậy. Bẫy lên nó ra, nhưng mà nó ra nó sẽ gãy những cái cạnh nhôm này. Gãy những cạnh nhôm này, chúng ta bẫy là chúng ta sẽ bẫy ngược vô trong như vậy. Bẫy ngược vô trong cái lá, cái cọng thép này nè, nó sẽ vô được. Bẫy vô xong rồi chúng ta sẽ nhấc lên đó ha, cái cọng thép này nó sẽ văng vô nè đó, đó bẫy vô nha, bẫy vô và chúng ta sẽ nhấc lên. Thì ra mình xài, mình làm một tay nó không có ấy lắm, thì mình sẽ xử lý lại. Đây chúng ta sẽ bẫy lên đó ha, đè vô ha, cái tay này chịu đây nè, chịu vô nha, chịu vô trong rồi nè. Rồi tiếp tục chúng ta bẫy vô, đồng thời cái tay này chúng ta sẽ kéo lên, kéo lên từ từ thôi nha, đừng kéo mạnh lên, kéo xe gãy cái chân này đó. Rồi chúng ta sẽ lật nó vô là xong, chứ mà bẫy lên là nó sẽ gãy những cái gờ nhôm này nè, nó sẽ hư cái nồi của mình. Nhiều cái nồi mình mở ra, những thợ mà không biết mở ra nó sẽ gãy những cái cạnh này hết. Rồi mình sẽ nhấc lên, nhấc một lần một bộ luôn. Đây, như cái loại bố này, cái bố này là xài loại một mặt đây. Đây lá này là lá có một mặt thôi nè. Thì ở giữa cái thường thường lá bên đây là mình là lá thép bằng sắt, nó không có bố, thì lá giữa này bên đây nó có hai mặt bố, còn bên đây thì nó có một mặt thôi. Rồi gọi là bố một mặt, xài như rin nè. Đó này gọi là xài như rin. Còn cái mặt bố bên đây thì nó hết luôn rồi, nó lột luôn rồi, thấy không mọi người. Đó, cái lá này lột hết luôn nè, thành ra nó banh chành luôn rồi đây. Bố mà nó lọc ra từng miếng luôn rồi nè, nó hư hết rồi nha. Thành ra cái đầu bám của nó không có được nữa. Chúng ta sẽ bỏ. Thì chúng ta đây là có cái mặt xéo nè, đây có cái gờ nè. Nếu chúng ta ráp không đúng thì nó sẽ lọc qua đây luôn. Chúng ta sẽ ráp vô có cái gờ xéo nằm ở đây. Bỏ vô lại. Thì mình sẽ ráp cái bố này vô. Vô đây.
Đó, để mình lấy một miếng nhớt cái đã, mình sẽ chế vô. Đó, thì chúng ta ráp bố vô, chúng ta sẽ cho miếng nhớt vô đây, tránh cái tình trạng mà khi chúng ta nổ máy lên á, đạp nó chưa nhớt nó chưa vô cái bộ lá bố này á, nó dễ mòn á. Còn anh em nào muốn bố này nó bắt nó lâu dài hơn á, thì chúng ta sẽ dùng lá giấy nhám á, sẽ vuốt sơ cái mặt này đi, cái mặt thép đi cho nó bóng lại bơ sơ sơ thôi, chứ này rất là nhám, nó nhanh mòn bố lắm, nhưng mà đặc biệt là nó bắt dữ lắm, nó bám dữ lắm. Mình sẽ cho nhớt vô trước nha, chúng ta sẽ thử cái lá thép này nó có vô hay không. Nó rất là khó vô, nó rất là khó vô, rồi chúng ta sẽ mài những cái cạnh này, mài sơ sơ cái này để cho nó lọt vô những cái cạnh này nha. Mình đã mài những cái góc cạnh rồi nha, bây giờ mình sẽ ráp vô để cho nó nhẹ, nó rớt xuống nhẹ, còn không hồi nãy là mình không có mài nó sẽ không rớt xuống đâu. Chúng ta sẽ cho nhớt vô tiếp. Cái mặt của cái lá thép bên đây nó mòn hết rồi, à, nó mòn nó khuyết hết rồi, chúng ta sẽ không bỏ mặt này vô nữa mà chúng ta sẽ lật ngược lại. À, trước khi chúng ta không muốn ấy thì chúng ta phải thử lò xo, nó có bốn lò xo, có bốn cái chân nhỏ này. À, mình sẽ thử thì nó nhúng lên hay không, nếu mà nó nhúng lên thì nó cắt rất là nhẹ, còn nó không nhúng thì nó rít lắm, nó khói lắm. Thì những cái nhớt này nó dơ dơ đây, mình sẽ vệ sinh luôn để tránh vô đó nó dơ. Chúng ta đè xuống nha, đè xuống là gắn vô, gắn phe vô đó, nhớ bỏ vô, nhớ banh banh mấy góc vô nha. Rồi giờ chúng ta sẽ thử rồi nó có cắt hay không. Đây nó đã cắt rồi, và cái độ giật của nó cũng ít lại luôn nha, ít là hơn hồi nãy nhiều đó. Thì mình sẽ bỏ lá thép 2 ly 2 nha, nhớ là lá thép 2 ly 2, còn bố thì là lá bố hai mặt. À, còn hồi nãy như cái lá bố hồi nãy thì mọi người thấy rồi đó, mình đưa lên là nó lột hết luôn rồi, thì cái này nó sẽ không bám đâu, bắt nó hư luôn rồi. Chờ mấy bữa cái này mà nó rớt ra, mà nó văng xuống cái lượt nhớt mà nó bít cái lượt nhớt là sẽ không bơm nhớt luôn đó. Thì clip này mình chia sẻ cho anh em cách thay bố nồi cho nó chuẩn thôi. Lá thép thì mình canh đây canh chuẩn rồi là 2 ly 2, 2 ly 2, còn anh em mà nhét 2 ly rưỡi vô chắc không cắt đâu. Thì khi chúng ta ráp vô chú ý thêm điều này nữa. Ráp vô. Thì nếu mà chúng ta khi chúng ta siết con ốc, siết cái con ốc nồi á, chúng ta bắn cái con tán này vô đây nè, nó chặt này rồi. Thì chúng ta sẽ quay cái nhau mà lên đằng trước nè. Đây. Đó. Chúng ta sẽ thử cái nhông này nè, mình kéo lên đằng trước, nếu mà nó quay như vậy là nồi này nó sẽ cắt nè. À, mà bắn vô mà nó thốn cái nồi này nè, chúng ta quay nó sẽ không quay được cái nhông này ở trong đâu, nó không quay được cái nhông này là thốn cái lưng trong đây rồi, thì nó sẽ không cắt luôn, vô số nó sẽ tắt máy liền. Nên tránh trường hợp này, để hồi bây giờ mình sẽ bắn thử cho mọi người xem luôn. Bắn vô nếu mà cái nhông này nó quay á, là bình thường nè, quay lên trước nè là cái nồi đứng im nha, cái nồi này vỏ nồi đứng im, và chúng ta sẽ quay lên trước, nó quay như là ok, mà quay lên mà nó đứng luôn đó là phải mở ra kiểm tra cái bạc và cái nhông như này nó phải rơ, xiết vô hai cái này phải rơ nha. Đó mình cho coi nè, đó xiết vô phải rơ nha, giờ mình sẽ bắn vô cho mọi người xem nè. Rồi mình đã bắn xong rồi nha, mình đang chuẩn bị lắp bốn ốc vào vô, thì mình lấy cho mọi người xem mình con ốc mình mới vừa bắn xong rồi. Đây ốc này bắn rồi nha, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cho mọi người xem cái nhông trong đây có rơi hay không nè. Đó, thấy không?
cái nhông này nó rơ nè, là nó sống mà, thấy không, nó sống mà không có chết nha. Đó, thì khi mình siết nồi vô mà cái nhông mình nó sống á, thì cái phần mà cắt nồi của chúng ta nó sẽ cao hơn. Còn cái nhông nó mà chết là quay cái này không nổi đâu, quay nó sẽ không nổi cái nhông này đâu. Đó, giờ mình sẽ quay nha, cái vỏ nồi đứng im nè, như vậy là vô mọi người sẽ cắt mo là ok luôn. Đó, thôi là nãy vô nhớt nó quay mới nổi, còn không nó khô nó rít chết luôn á. Đó, ha, nó phải sống nha. Rồi, clip này mình chỉ chia sẻ cho anh em nào thợ ở nhà hay tự làm ở nhà gì đó. À, có những chiếc xe như vậy thì chúng ta có thể tự mở ra làm ở nhà. Thì theo cách của mình nha. Cứ lá thép thì 2 ly 2. Bố nồi thì bố nồi hai mặt, bố nồi Thái hay bố nồi Nhật thì tùy theo. Nếu mà xe nhà thì chúng ta đi bố nồi Nhật đi cho nó an toàn là bền nữa. Còn muốn bền thêm nữa chúng ta sẽ lấy giấy nhám rà sơ cái mặt lá thép ha. Thì anh em nào thấy kênh mình hay thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp sau của mình, tiếp theo của mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của mình.